Quyên à, gì vậy nè? Chấm ra ui à, bực mình thì bực mình. Ê, đi về chung không? Về chung nhưng mà về chung có chìa khóa rồi mà về. Ừ, qua nhà ông, qua nhà ông mà. Ừ, chị Quỳnh, em đã có cảm giác rất lạ với chị từ năm lớp 9 mà đến năm lớp 10 em mới biết tình cảm đó thực sự là gì. Chị không cần trả lời liền đâu. Rồi sao? Ngày nay quay sao rồi, tốt không? À, tất nhiên là không rồi. Sao vậy? Tại nhớ Quỳnh quá. Tôi xin lỗi, tôi đi gặp đi. Quỳnh, anh sẽ luôn được phía sau em. Chỉ cần em quay lại là có thể thấy anh mà. Em không cô độc đâu. Anh về đây với một danh nghĩa khác để làm gì? Để làm tổn thương Quỳnh nữa hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Anh có thể làm giả tất cả mọi thứ, trừ một thứ. Đó là cảm xúc. Im lặng và sống với thân phận của Ken đi. Chào sếp, em vô chưa? Chào sếp, em về. Quỳnh đưa em về. Thôi mà, em đâu có hôn mê đâu. Khủng quá. Không biết là sợ lắm không? Hôn mê hoài. Em không sao. Tuấn hôn mê về Mỹ đúng không? Kịp thời gian để chia tay. Thank you.